CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Hoa Kỳ có rất ít cách thức để theo dõi một số lượng lớn các loại vũ khí, chẳng hạn như hệ thống chống tăng, hệ thống phòng không và nhiều loại đạn dược mà nước này chuyển giao cho Ukraine. Một nguồn tin tình báo Hoa Kỳ khẳng định Washington có thể theo dõi chính xác đường đi của những loại vũ khí đó trong một thời gian ngắn, nhưng khi chúng được đưa vào cuộc chiến, việc kiểm soát là rất khó khăn. Trong khi đó, theo một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Biden đã tính đến khả năng một số lô hàng vũ khí gửi cho Ukraine có thể được chuyển đến những nơi không mong muốn. Do quân đội Hoa Kỳ không có mặt trên thực địa, nên Washington và NATO phụ thuộc rất nhiều vào thông tin do chính phủ Ukraine cung cấp. Các quan chức Hoa Kỳ thừa nhận rằng Kiev chủ yếu chỉ cung cấp những thông tin nói về sự cấp bách của tình hình để hối thúc các đối tác tăng cường viện trợ vũ khí và hỗ trợ cho họ nhiều hơn về mặt ngoại giao. Trong 2 tháng qua, Hoa Kỳ và châu Âu đã cung cấp thông tin chi tiết về những gì phương Tây nắm được liên quan đến tình trạng của các lực lượng Nga bên trong lãnh thổ Ukraine. Nhưng khi nói đến quân đội Ukraine, các quan chức thừa nhận phương Tây đã có một số lỗ hổng về thông tin.